Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Từ ngày mai 21 tháng 5, vùng áp thấp phía Tây lại hoạt động mạnh trở lại và hình thành lên một rãnh áp thấp có trục vào khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc. Dưới tác động của rãnh áp thấp này, trên khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển hẳn sang hướng Nam với cường độ mạnh lên mức cấp 5, nhưng trời không mưa nên tầm nhìn xa vẫn duy trì ở mức tốt trên 10 km. Sau đó, sang đến ngày 22 tháng 5, rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển dần xuống khiến cho gió ở khu vực phía Bắc của Biển Đông sẽ lại giảm còn ở mức cấp 4. Trong khi ở khu vực giữa Biển Đông lại chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên mưa dông sẽ tăng lên, ảnh hưởng tới tầm nhìn xa trên biển giảm chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Còn ở các vùng biển phía Nam lại chịu tác động của một hình thái hoàn toàn khác. Đó là gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần, khiến cho mây đối lưu trên khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa cũng gia tăng. Mưa dông vì thế sẽ tăng dần và cần lưu ý gió Tây Nam có lúc mạnh tới cấp 6, giật cấp 7, gây ra tình trạng biển động nhẹ và báo hiệu mùa thiên tai, mùa bão trên biển cũng chuẩn bị bắt đầu. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, vùng thấp hoạt động trở lại, không khiến cho cường độ gió ở khu vực Vịnh Bắc Bộ mạnh trở lại. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió mạnh cấp 4, sau tăng lên mức cấp 5, có lúc là cấp 6. Sóng biển tăng lên trên 2 mét, tình trạng biển động cũng xuất hiện và kéo dài đến tận chiều ngày 22 tháng 5. Tàu thuyền hoạt động trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ cần lưu ý. Đối với khu vực biển phía đông của Nam Bộ, vùng từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau là một trong những vùng chịu tác động chính của gió mùa Tây Nam. Vì thế, từ đêm nay và ngày mai trở đi, gió Tây Nam sẽ mạnh lên mức cấp 5, có lúc là cấp 6, gây ra sóng cao, biển động, ảnh hưởng tới các hoạt động lưu thông hàng hải và đi lại, cũng như là việc lưu thông trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra huyện đảo Côn Đảo. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!